Tao cũng đang còn dư một miếng đất 2 tỷ không mặc cả. Thằng nào bán được, tao chia 10%. Chị này qua mua đất nhà mày nè. Ok quá, tôi mà ưng rồi là quất liền. Giấy tờ giả ông ơi. Mày đừng có gì tao bán đất trước mày á. Rồi sao mà mày nói vậy cho tao hoang mang nha mày. Không có tiền của chúng mày, tao cũng chẳng chết đói. Đói thằng tao không biết, nhưng mà đừng có kiểu ăn không nữa có. Có loại thám tử dạo như mày không có mà ăn đâu. Mình ăn tao luôn hả gì, dốt. Mày định bỏ anh em như thế à? Trời ơi, còn nước còn tát cái thằng này. Tao đã quyết định rồi. Bây giờ có ngàn mỹ nữ cũng không cản chân được quân tử. Tăng, tăng, tăng. Trời ơi, bởi xa con ơi, chiến trường thọ tiền nên kiên phan đành chia tay Bạch Tí Lô. Bạch Tí Lô là... À, Bạch Tí Lô. Ok. Mời đi cho. Bớt diễn đi hai cha. Tao đi du học, tao đi khai sáng cái nền văn minh âm nhạc cho nhóm mình, chứ có phải đi ngục tù hay đi vô ngõ cục gì đâu. Tao bị làm ghê vậy. Ồ, là mày đi sang bên đấy mày học âm nhạc à? Chính xác. Là định học thể loại gì? Opera. Ê, tính ra mày phát âm từ opera sai luôn á, mà mày đi học gì? Là mày định vào cái dòng dõi quý tộc. Tại sao không? Nhà tao thì có tiền thiệt, giàu thiệt, nhưng mà chưa phải dòng dõi quý tộc. Mà muốn ở trong dòng dõi quý tộc, ít nhất mình phải là một trong số đó. Ôi nhưng mà coi mình học để làm gì? Học á, để phổ cập âm nhạc quý tộc tới cái nhóm nhạc của tụi mình. Tụi mình phải cập nhật lên chứ. Bây giờ tụi mình là những chàng trai 4.0 mà. Ê nhưng mà tao vẫn chưa nghĩ ra là nó sẽ thành cái thể loại gì ấy. Thôi, dẹp cái đó qua một bên đi. Cái chuyện thực tế nhất bây giờ là tao sẽ giải quyết vấn đề kinh tế cho hai thằng mình. Đấy, mày phải nói cái vấn đề này nó từ đâu. Nhà tao định cư bệnh hết rồi. Bây giờ tao cũng đang còn dư một miếng đất để không biết làm gì. Bây giờ hai thằng bay giao bán phụ tao. 1.2 thằng bay, thằng nào bán được tao chia 10%. Đất ở đâu? Bao nhiêu? 300 mét vuông, 2 tỷ không mặc cả, 4 mặt tiền, xa xa ở phía tây thành phố, nằm ở đường lộ lớn, xe ô tô vào tận giường. 2 tỷ 10%, 200 mình xin 200 triệu. Ờ, 200 triệu. Ê, lợi mày. Ông anh này hay ghê ha. Hình như là dân trong lĩnh vực bởi vì tính toán lẹ 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 ta. Chưa chắc đâu bạn ơi. Còi to thì cho chú vượt. Xem ai đăng tin giao bán nhanh trước. Đúng là đụng tới kinh tế, thằng nào cũng le lẹ. Hả, em chào chị. Em chào anh. Chị này qua mua đất nhà mày đó. Dạ. Lẹ gì luôn hả? Trời, tao mát tay mà. À, mấy ông anh ngồi chơi. À, lộn quên, ngồi đi, mình nói chuyện dăm ba câu chơi. Dạ, chị cứ để em tự nhiên, nhà em mà. À, tôi quên. Dạ. Nói chung là tôi là làm ăn rất rẻ lắm, nghe không? Em thấy ông anh đây, ổng đăng cái miếng đất nó lên, em chỉ mừng liền, em đánh dây thép gọi cho ông anh. Biết sao không? Em rút kinh nghiệm từ bản thân em. Để lòng nó ế, biết không? Bà chị ế, nó lớn nó to. À, nó đúng nó to, đúng rồi. Nó đúng nó to nữa. Thôi được thì dứt luôn đi. Từ từ chứ. Mày cũng phải để tao chuẩn bị tinh thần chứ. Mày khủng mày, tao bán đất bán nhanh tao còn mừng nữa, mày tiếc mày. Ủa, mà đất ông anh có giấy tờ pháp lý không? Cho tôi coi cái bản vẽ được không? Dạ, có. Đợi em xíu nha. Dạ, đây. Đây là cái hình ảnh thực tế của cái đất em á. Nếu mà bà chị ok nha, em đưa giấy tờ cho chị, bà chị xem liền luôn á. Với lại là đất của em là có sổ hồng đầy đủ luôn á.
Ôi chị ơi, mua đi, thằng này nó không vì sự nghiệp âm nhạc chơi tay của nó không bán cái giá này cho chị đâu. Ok quá, ông anh đổ số tài khoản đi, tôi chuyển cặp cho ông anh 20 triệu. Không đi coi trực tiếp luôn. Tôi mà ưng rồi là quất liền. Sao, ông anh đồng ý không? Nổ số tài khoản đi, mình chuyển cộng cái rồi nói chuyện tiếp. À dạ chị, được chị. À để em xíu nha. À, số tài khoản của em. Ok. Rồi, ông anh nhét xa ra. Tiền nó sắp vô, nó nổ bây giờ nè. Trời, thôi, hết hồn chị. Rồi. À, trong lúc chờ tiền vô, anh cho tôi miếng nước. Hả? Năn nỉ á. Đùa, đợi xíu. Khéo đùa ghê. Còn anh, lấy cho tôi coi cái giấy tờ đi. Chứ nhăn răng ngồi cười làm gì? Dạ không gì. Cái răng em không phải cười đâu. Tại em đang niền á, nên nó hay nhe vậy. Dạ, chị đợi em xíu nha. Ok. Bà đâu? Bà đi về rồi. Ủa mà nhà tao để đồ đâu mày cũng biết, nhưng mà lấy được nước nữa. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là xong chưa? Xong rồi, bà kêu là mai đó, bà qua bà coi đất thực tế xong bà kiếm đồng liền luôn. Ồ, như đi ra chợ mua rau nha. Ừ, biết sao mà nhanh dữ. Hello hai ông bà. À, sao được, sao vô đường nhà nó vậy? Thì nó cho tao bát mà. À hôm nay tao dẫn khách qua mua đất này, lẹ chưa? Lẹ ghê, mà tao cũng tiễn lẹ cái mảnh đất này đi. Hả? Bán cho ai? Bán lúc nào? Em chào ông anh. Dạ. Cảm ơn ông anh đã quan tâm tới cái miếng đất siêu đẹp của nhà em. Nhưng mà tiếc cho ông anh quá, em mới vừa bán xong cái mảnh đất đó rồi. Sao lại nhanh thế được? Sao chúng mày không báo tao? Coi tao là trò đùa đấy à? Ủa? Mấy người sao? Mấy người giỡn với tôi hay sao vậy? Mất thời gian tôi ghê luôn vậy. Gì đâu anh, không? Anh ơi! Anh! Giời, cái bọn này. Đứa nào mua nhanh chứ. Thị khách của mình. Đúng là hay không bằng hên ha. Quá tại uầy. Mày nói ai đó? Thôi, 20 cái nhà suốt ngày. Bà chị. Đó, chị nhìn kìa. Cò bay thẳng cánh. Bốn bề toàn là đường cái à, mà còn là đất thổ cư nữa đó. Chị coi chị ưng không? Ưng chứ. Ê chị. Gì vậy? Đừng có bước vô toàn là mền không á. Mền gì mày? Rồi, xong rồi đó. Xong là sao chị? Là chốt đơn ký hợp đồng. Thiệt không? Phải nói nha, từ lúc mà tôi mượn ông anh cái sổ đó để đi photo là tôi xác định là sẽ gắn kết với ông anh cả đời luôn. Gì? À không, gắn kết với cái mảnh đất của ông anh. Cảm ơn ông anh nha. Tôi mượn cái tờ giấy này đi photo để vay ngân hàng á. Sao vậy? Ờ vậy thôi giờ mình về nhà mình ký hợp đồng đi. Đúng rồi. Qua bên kia liền. Qua liền. Lắm. Bà chị nhìn đi. Đất ở đây bây giờ người ta xây dựng y xèo á, sắp tới là phát triển lắm đó nha. Bà chị mua là đúng bài. Ừ, được đó. Mà mấy hôm nữa ngân hàng nó giải ngân một cái là tôi nói tài khoản của ông anh nổ đùng đùng luôn đó. Thôi mà phải công nhận bà chị nhanh tay lẹ chân thiệt. Tôi mà thích cái gì là tôi làm liền à. À vậy là xong rồi nha. Yeah. Thôi tôi đi trước nha, tôi còn có việc nữa. Ờ ok. Hẹn bữa khác nha. Dạ. Yeah. Nào nhau ấy. Ok. Hồi này bà nhanh ghê mày. Tao theo ông kịp bà luôn á. Bây giờ vậy là hết đất luôn hả ta? Ủa coi bán chi coi tiếc. Phải công nhận lần đầu tiên tao làm việc với một người mà nhanh tay lẹ chân như bà này. Rất rẻn. Thôi về mày. Ở đây hồi nhớ đất. Ê 10%. Thì nào ngân hàng người ta chuyển qua, người ta chuyển lại mày. Làm gì gấp gì? Giấy tờ giả ông ơi. Sổ này mà ông đòi bán đất ai làm cho ông? Giả cái gì mà giả? Số hồng xịn của tao. Mày nói giả là giả làm sao? Tao bao nhiêu năm trong nghề rồi, chẳng lẽ cái này tao không biết? Ê, mày đừng có gì tao bán đất trước mày á, rồi xong rồi mày nói vậy cho tao hoang mang nha mày. Chỗ anh em
Nói thiệt với bạn là định nhận tiền của Hồng từ Tilo là chia cho bạn với Lê Thảo đó. Đừng có kiểu đó. Cái gì? Này, tao nói cho chúng mày biết nhá. Không có tiền của chúng mày, tao cũng chẳng chết đói. Tao thèm gì 10% hay 20% của chúng mày. Đói Hồng tao không biết, nhưng mà đừng có kiểu ăn không nói có. Hả? Cái gì? Mày bảo ai ăn không nói có? Hả? Cái loại tham tử dạo như mày không có mà ăn đâu. Mày định ăn tao luôn hả vậy? Vô. Hả? Hả? Sao? Gì vậy? Hai anh bé sao cãi nhau như chó với mèo suốt ngày vậy? Tao ở đây mà tụi bay còn gì, tao đi tụi bay cỡ nào? Rồi, bây giờ không tin đúng không? Mang giấy tờ ra công an xác minh. Tao mà sai ấy, tao tìm người mua lại cái mảnh đất từ cái tay mà chị luôn. Đúng miếng đất của mày rồi đúng không? Ok. Tao nói được thì tao làm được. Đúng là hảo hán. Nói thật với ông anh á, tôi mà không kẹt tiền là tôi không bán cái miếng đất này rẻ bèo như vậy đâu. Ông anh nhìn đi, đẹp quá trời quá đất kìa. Ok, coi như là hôm nay tôi hên gặp bà chị. Ơ thế không bớt cho tí nào à? Ông anh mà chốt hạ liền là tôi sẽ tặng cho ông anh 2 chỉ vàng. Đấy, nó phải như thế chứ này. Rớp rẽ, mình đi ký hợp đồng, chuyển giao liền. Ok. Ủa? Bán đất người ta, cái bộ nhanh quá hay bà chị? Vi phạm pháp của chị đã bị tôi phát hiện rồi. Chỉ một mảnh đất của Tilo không hề suy nghĩ hay mặc cả giá, thậm chí còn lập tức cọc 20 triệu làm tin để giữ chỗ. Tôi thấy cũng lạ nhưng nghĩ là hợp nên chị mua nhanh. Chị mượn số Hồng của Tilo với lý do đi photo về để làm thủ tục vay ngân hàng. Trong lúc đó tôi đi lấy nước cho chị. Khi tôi quay lại chị đã về, tôi bắt đầu có chút đề phòng. Em thấy ông anh đây, ổng đằng cái miếng đất nó lên. Em chỉ mừng liền, em đánh dây thép gọi cho ông anh. Mà đất ông anh có giấy tờ pháp lý không? Cho tôi coi cái bản vẽ được không? Dạ, đây. Ông anh đổ số tài khoản đi, tôi chuyển cọc cho ông anh 20 triệu. Bà mượn số Hồng, bà đi photo gấp để bà làm thủ tục vay ngân hàng gì đó. Máu thiệt chứ. Mà nha, công nhận mày mắc tay á, bà làm gấp kén cuối kém đó. Chị trả lại cho Tilo số Hồng hôm đi coi thực tế miếng đất, có vẻ rất đàng hoàng. Chị nói đã làm xong thủ tục vay ngân hàng, giờ làm hợp đồng chuyển nhượng nữa là giải ngân, nên Tilo ký hợp đồng với chị. Khi Ken phát hiện số Hồng của Tilo là giả, ban đầu tôi nghĩ Ken đố kỵ với mình nên đã bịa đặt chuyện. Nhưng khi mang số Hồng lên công an xác minh thì đúng là sổ giả, có nghĩa là chị đã trả số Hồng thật của Tilo khi chị lấy cớ mang đi photo bằng số Hồng giả của chị. Đúng số thiệt đó. Để tao bại 2 tỷ luôn hả? Thì ở bên chỗ khách thằng Vinh dắt vô đó. Theo điều tra chúng tôi á, hiện nay á, ở một số tỉnh lân cận có một số đối tượng giả danh người mua bán rồi cháo sổ Hồng với người khác. Hiện nay chúng tôi đang điều tra để bắt chọn ổ bọn chúng. Miếng đất của mày tao thấy bán ở trên mấy cái diễn đàn được 1.5 tỷ ấy. Bỏ ra có 20 triệu bán được 1.5 tỷ. Lời ha. Tôi đã nhờ Ken mua lại mảnh đất này để dịu chị lộ diện. Alo. À, chị ơi, mai mình đi xem đất luôn nha chị. Chưa mang giấy tờ pháp lý đầy đủ đi, được thì chốt luôn. Cùng dân buôn bán vàng đâu với nhau cả mà, mua nhanh bán lẹ. Chị bán cho Ken mảnh đất với giá 1,5 tỷ, khuyến mãi thêm 2 chỉ vàng với lý do không xây kịp tiền, nên bán thu hồi vốn và trả cho chủ. Ken đã thấy tờ sổ Hồng của cô cháu với Tilo là sổ thật. Bây giờ mời chị theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Cảnh giác về những chiêu trò giả mua đất để lừa đánh cháo sổ Hồng rồi biến mất. Tuyệt đối không giao giấy tờ pháp lý về đất đai nhà cửa cho người lạ. Phát hiện đối tượng lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.